siêu phẩm Hot Wheels, đường đua xoắn kép xoay vòng cực chất hoàn toàn mới. Thử thách chinh phục đường đua uốn lượn hấp dẫn, khởi động hai bệ phóng cạnh nhau và phóng hai chiếc siêu xe tiến vào đường đua. Trận đấu trở nên kịch tính với những pha đối đầu đầy gay cấn. Một cú va chạm nảy lửa đã xảy ra, chỉ có một siêu xe xuất sắc giành chiến thắng. Bộ đường đua dài đến 57 cm, gấp gọn nhanh chóng chỉ với hai bước cất giữ vô cùng tiện lợi. Trạm đổ xe hai tầng cực cool, dễ dàng mang theo mọi nơi. Sở hữu ngay bộ đường đua xoắn kép xoay vòng mới ưu đãi 25% tại Makedom ngay hôm nay.